Và đây là một cái dòng hoa trầm rồng đỏ xưa nha các bác nhá. Hoa này, cái trầm rồng đỏ đấy, hoa nở chuẩn Tết luôn các bác ạ. Siêu đẹp luôn, thân mập cực kỳ luôn, mập ú ụ luôn nhá. Và hàng này cây nó chiều cao nó đạt tối đa nó phải rơi vào 1m2 nhá. Bây giờ cây nó mới đang phát triển này, nó bây giờ một chậu của nó trung bình nó dựt cao từ 40 xăng trở lên nhá. Em cho các bác xem mặt hoa trầm rồng đỏ này. Hoa siêu thơm luôn, trầm thì không phải nói rồi, trầm nào cũng thơm. Trầm rồng đỏ hoa này cực kỳ thơm luôn. Đấy, hoa chuẩn Tết nhá các bác nhá. Các bác cứ mua cái này về treo này. Gọi là nó rẻ ơi là rẻ, Tết đến nhà mình góc nào mình cũng có hoa chơi này. Át hết mùi thược thịt mỡ dưa hành nhá. Một chậu nó như vậy trung bình nó từ 4 thân trở lên. Em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn. 100.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Đấy, còn các bác là mua lẻ đi đơn, ví dụ ghép các bác ghép đơn một chậu thì em vẫn gửi nhá. Những cái hàng này thì những shop khác người ta đang bán 120, 130, thậm chí là 140, 150, nhưng em bán có 100 thôi, cho nên là em giảm số lượng. Chứ các bác mua 1-2 chậu các bác bảo em gửi là em làm em lỗ tiền công nhá các bác nhá. Lỗ tiền công, lỗ tiền thùng bìa. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc chơi treo chơi thôi. Chuẩn nhá các bác nhá. Hàng này hàng ươm ki chuẩn này. Cái hàng này các bác muốn ra hoa chuẩn Tết thì tầm tháng 12 dương các bác bắt đầu cắt nước. Có nghĩa là lúc đấy các bác chỉ tưới vào gốc cây thôi. Các bác đừng tưới vào thân và lá. Lúc đấy là hoa lá nó sẽ rụng đi. Nó chỉ còn cái cọng không thôi thì đến gần Tết nó mới ra hoa được. Nó để mình chơi nha các bác nhá. Đấy, siêu đẹp luôn. 100.000 một em thôi. 300.000 ba em, em gửi miễn phí ship nhá. Chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Cực kỳ đáng yêu luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một cái mặt hàng nữa là châu Thái. Cái lô là lô mít xếp nha các bác nhá. Đấy, siêu đẹp luôn. Hàng gọi là siêu đỉnh. Hàng này toàn hàng cánh buồm nhá. Và đặc biệt cái dòng cây này này, cái dòng lan này này, hoa bông hoa cực kỳ dài luôn. Em bảo hành luôn cho các bác là bông hoa cực kỳ dài và cực kỳ sai. Cuống hoa cũ vẫn còn đây đây các bác ơi. Đây này, năm ngoái nó ra 4 bông hoa. Như cây này ra năm ngoái ra 4 bông hoa này. Đợt này về cái lô này nó về nó chủ yếu là nó là màu bản đồ này, màu đỏ này, màu bò sữa này, màu coqui này. Đấy, màu hồng cánh, màu hồng sắc pháo nha các bác nhá. Đấy, màu ngọc trai đen. Nói chung là cái lô này lô đỏ đốm này. Và cái lô này là cái lô màu nó ánh đỏ nhá. Còn cái màu hồng cánh sen với màu vàng, màu xanh cốm này em không có. Cái lô này em không có. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu. Giá nó dao động là 420.000 cho đến 450.000 một cây. Ví dụ như cái cây lá siêu to khổng lồ như thế này. Như các bác nhìn này, như cánh buồm luôn. Cái cây này thì em bán 450.000 một cây này. Đấy, hàng đôi 4, 6, 7, 8 cặp lá. Và cái hàng này thì là em sẽ bán như cây như này, em sẽ bán cho các bác là 420.000 nha các bác nhá. Đấy, nó dao động. Và hàng em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Siêu đẹp luôn các bác ơi, nhìn đẹp chưa. Cây hầu như cây nào năm ngoái nó cũng ra 4 cuống hoa này. Đây này, 2 này, 4 cuống hoa. Và em sẽ bảo hành một lần nữa cho các bác rằng là bông hoa siêu dài luôn và siêu say hoa nhá. Đấy, đẹp lắm các bác ơi. Lá to nhá. Siêu đẹp luôn. Thanh đạm Indo. Hàng hoa Tết nhá. Nhà em lại cập bến này. Và em bảo hành cho các bác đây là chuẩn thanh đạm Indo nhá. Hàng này thường thường là nó có sẽ có hai mùa hoa. Một mùa hoa chính là nó là vào dịp Tết. Và một mùa hoa phụ nó vào rơi vào tháng 5, tháng 6. Như cái hôm vừa rồi em quay đấy, nhà em là có ra hoa này. Cho cái mùa này thì em không sẽ không bảo hành mặt hoa cho các bác. Nó có ra nhưng mà nó ra rất là ít luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái hương thơm thì cực kỳ là thơm. Và hương thơm rất là dịu dàng, nhẹ nhàng nha các bác nhá. Hoa ra chuẩn Tết luôn. Đấy, các bác nhìn này các bác, đây là toàn những cái mặt hoa thực tế trồng tại vườn nhà em nhá. Đấy, các bác lên mua những cái hàng này này, các bác lên mua, mình mua nên mua nhiều để về lúc mà mình
mình ghép ấy thì nó sẽ ra một suối hoa như thế này. Các bác ơi, vườn ở bên Thái nó nở này. Đấy, một suối hoa luôn. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Đây này, em ghép thử vào cho các bác một một cái giò này là 3 chậu nha các bác nhá. Đây này, Tết thì nó sẽ ra một suối hoa luôn. Đây, 3 chậu của em trông nó ra, lúc mà nó ra hoa thì có gọi là ối giời ôi luôn. Hoa cực kỳ là dài nhá. Mỗi một cái củ này khi mà nó ra hoa thì ra nó ít nhất là hai nhánh hoa hai bên. Đây là củ mới ra thì nó củ nó sẽ bé nhá. Đấy. Và khi nó củ nó to nó già rồi nên nó sẽ ra này. Ra nó đó là củ to. Nó phát triển này, củ to. Và cái hàng này các bác về lên sang chậu cho em. Vì sao em nói thế? Vì nó đẻ rất là nhanh. Đây này. Để cho nó tránh tình trạng là cái cây này nó đẻ ra nó tròi hẳn ra ngoài đây này. Các bác lên sang chậu. Các bác sang chậu thì các bác chỉ nhấc nhẹ một cái là nó sẽ ra luôn. Đấy. Các bác nhấc nhẹ một cái thì nó sẽ ra luôn. Thì các bác bê luôn cả một cái bụi đấy. Các bác bỏ sang cái chậu khác cho em nhá. Siêu thơm luôn. Thì các bác mua 3 chậu như thế này. Em sẽ free ship cho các bác. Em để đây cho các bác nhìn. 3 chậu như này nhá. Free ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em vẫn gửi một chậu cho các bác. Còn không thì là em gửi từ 2 chậu. Các bác cộng thêm cho em tiền phí ship. Siêu đáng yêu luôn nhá. Và đối với cái dòng này thì cái lá nó không được mượt mà cho lắm đâu nhá. Thi thoảng nó sẽ bị như thế này nhá các bác nhá. Đấy là nó cho hàng chuẩn rừng Indo thì cho nên là nó như vậy. Chứ không phải là cái hàng vớ vẩn, cái củ nhỏ nhỏ là hàng những cái người, cái gì, những cái nick cái Tây Bắc, Tây Biếc người ta cho hàng vớ vẩn lên. Họ nói là thanh đạm Indo. Nhưng mà hàng nhà em bảo hành cho các bác nhá. Đấy. Em vừa cập bến một lô cát siêu to khổng lồ nha các bác nhá. Toàn chậu to đại tướng luôn. Chi chít thân này. Nhiều lắm, bê nặng tay lắm. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa ở cái lô cát này nhá. Xanh cốm lưỡi đỏ này. Đây. Trắng lưỡi hồng này. Cam loang này. Tím nhăn này. Mặt hoa cánh bướm này. Và mặt hoa mặt quỷ nhá. Ngoài ra là nhà em có một mặt hoa nữa là mặt hoa lông heo nữa cơ. Lông heo, lông heo. Đây, mặt hoa lông heo nữa nhá các bác nhá. Đấy. Một chậu siêu to khổng lồ này rất là nhiều thân luôn. Em chia sẻ với các bác giá là 180.000. Để mà các bác mới so với cái chậu mà một cái chậu mà 100.000 em bán trước đây thì cái chậu nó phải to gấp 3 lần nhá. Đấy, các bác mua cực kỳ là lợi nhá, rất là nhiều thân luôn. Và cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em để cho nó đẻ nhiều cây nhá. Mặt hoa cát thì hoa nó sẽ ra quanh năm. Và em bán ra hàng là tình trạng là hàng chưa có nụ nhá. Tại vì thế này, em kinh nghiệm nhà em nhiều lần rồi. Em nhặt hàng ở bên kia có nụ, có mèo về đến đây nó toàn xịt thôi. Đấy, trong nó có một bông hoa nó nở bói rồi đây các bác ơi. Đây, nó nở ra thì nó mới bung hết em. Và hàng này là hàng hoa to đại nhá. Hàng cát một lá. Có chậu nhiều thân, có chậu ít thân. Nó phụ thuộc vào cái mặt hoa nha các bác nhá. Đấy, to ơi là to luôn. Em chia sẻ các bác là 180.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu thì em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua một chậu ghép đơn, em vẫn ok gửi hàng. Đây các bác ơi, mặt hoa nào em để riêng ra mặt hoa đấy ra rồi nhá các bác nhá. Cho nên là các bác yên tâm. Bao la luôn nhá. Cát này thì thơm lắm các bác ạ. Bông hoa to, cát chuẩn cát một lá nhá. Size đại luôn. Lá to này. Có những cái chậu này nó còn to khổng lồ như này này các bác ơi. Úi giời ơi. Bề gãy cả cái cổ tay em đây này. To lắm các bác nhìn trên đấy video như vậy. Thế nhưng mà bên ngoài nó to lắm này. Các bác nhìn này. Đây nhá. Đấy. Vẫn còn chưa hết này. Và hàng em đóng em đi thì em gửi cho các bác là em sẽ dỡ chậu ra để cho nó nhẹ cân nhẹ thùng nhá. Tiếp theo đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa. Đó là vôi tím Myanmar. Vì sao em gọi vậy? Đó là cái hàng này hàng giống vôi rừng. Được giống là được lấy được ở cái rừng Myanmar về nhá các bác nhá. Gọi là vôi tím Myanmar. Cái giống này nó cực kỳ là xuất sắc.
hoa nó tím đậm này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Cánh trắng nhá, à, cánh tím lưỡi trắng nhá các bác nhá. Và hoa siêu thơm. Và cái điều đặc biệt nữa, đó là hoa nở chuẩn Tết luôn các bác nhá. Đấy. Hoa nở chuẩn Tết luôn. Cái bác nào mà muốn chăm cho nó nở đúng Tết ý, thì mình về mình trồng đến tháng 10, 11, 12 dương là mình cắt nước. Có nghĩa là cắt nước là như thế nào? Có nghĩa là lúc ấy các bác chỉ tưới vào cái giá thể nó thôi, đừng tưới vào thân và lá, thì hoa nó sẽ ra chuẩn Tết và nó ra nó sai hoa nhá. Và đây hàng này giờ vẫn đang tiếp tục đi ngọn. Trên một bảng của nó là có cả thân già, thân ngắn này. Thân dài, thân ngắn nhá các bác nhá. Rồi em lấy xuống cho các bác xem đây. Khó quá. Một bảng như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một bảng. Các bác mua 3 bảng em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 2 bảng như thế này để các bác kép vào đấy, cho nghĩa là lúc nào mình có mặt hoa thì các bác cộng thêm cho em là 35.000 tiền phí ship. Và các bác ghép đơn thì các bác lấy một bảng em cũng gửi nhá. Và hàng này hàng trồng thuận sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đây trên đây nó có cái giá thể, nó có cái túi phân rồi. Vài tháng các bác thay cho em một lần, 3 tháng cho em các bác thay cho em một lần. Đấy, 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới phân cho nó nhá. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới phân cho nó. Đây em, hoa siêu thơm luôn mà, hoa đỏ chuẩn Tết nhá. Vôi tím Myanmar. Và đây là một cái dòng châu lai. Lai giữa đai châu và hoàng nhạn. Châu hoa đã thơm rồi, hoàng nhạn nó lại cực kỳ thơm. Cho nên là hai cái mùi này nó đánh, nó trộn vào với nhau, hoa siêu thơm luôn. Chúng em hay gọi nó là đai châu hồng gấm nhá các bác nhá. Đấy, đai châu hồng gấm. Nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Đấy, hồng gấm nữa các bác nhìn thấy chưa. Gấm nó có nhiều loại gấm lắm. Đấy, hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm rải rác. Một năm nó sẽ ra 3 vụ. Như năm như cái vụ này này. Bây giờ có một số bông hoa bắt đầu nó đã bói nó ra rồi. Còn một số chưa ra, có nghĩa là thế thì em bán hàng này, em bán hàng chưa nụ nhá. Thì chỉ có một số nó ra rồi. Đây một chậu như thế này. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu, em sẽ miễn phí ship. Ui thơm lắm, có mỗi mấy bông nó nở đây mà thơm dã man luôn ấy. Đấy. Về các bác mua. Và có một số cây nó chỉ không được đẹp mướt mát, nó sẽ hơi bị xước xước một chút nhá. Thì các bác cũng hoan hỉ cho em, tại vì cái dòng này lá nó rất là giòn luôn. Đấy, trong quá trình vận chuyển thì chẳng may nó có bị thì các bác cũng hoan hỉ cho em nhá, không vấn đề gì, không phải là xấu đuôi xấu đuổi đâu. Đấy, 3 chậu như thế này là 360.000 em sẽ miễn phí ship cho các bác. Hoa ra quanh năm luôn, thơm cực kỳ là thơm luôn. Châu đã, hoa dãi châu đã thơm rồi, hoa hoàng nhạn đây còn thơm hơn. Hai cây đấy gọi là lai tạo với nhau, hoa siêu thơm luôn. Và đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng nó cực kỳ yêu thương luôn. Đó là dáng hương lai đai châu nhá. Cái hàng này thì một năm nó có ít nhất là nó sẽ có 3 mùa hoa. Như hôm vừa rồi là nó vừa ra một vụ hoa, vừa hoa vừa tàn, nên cuống hoa cũ vẫn còn đây. Đấy, hoa này nở tại nhà em nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây, bông hoa nở tại nhà em đây, em cho các bác xem nhá. Đấy, 5 cánh trắng họng tím nhá. Hoa nó thì thơm ơi là thơm, mà hoa cực kỳ là bền, hoa lâu tàn nhá các bác nhá. Đấy, hoa thơm lắm. Bản lá to, dày. Đây, em cho các bác xem này. Đấy, hàng này các bác về để nguyên như vậy các bác trồng cũng được, hoặc các bác sang chậu đều được nhá. Có móc sẵn, treo sẵn rồi đây. Ở đây, một chậu như này em chia sẻ với các bác giá là 190.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên em miễn ship nhá. Vì các bác ơi, cái chậu này nó to cao lắm. Trông nó như vậy thôi nhưng mà nó to cao. Lá, bản lá cực dày luôn. Nhìn cái bản lá nó cũng phê luôn nhá các bác nhá. Này, bộ rễ cũng đáng yêu này. Hoa thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cây thực tế tại vườn nhà em đây nhá. Hoa cực kỳ là phê luôn nhá các bác nào. Mà hôm vừa rồi mua nhà em rồi đấy thì các bác biết đấy, em không phải quảng cáo nhiều. Đấy, bản lá phê chưa? Lá to dày, nó là dáng hương lai đai châu nhá. Đấy, lá xếp nhá.
trồng bộ rễ nó cũng đáng yêu cơ các bác nhìn này. Đấy. Về và với cái dòng này này. Đây các bác nhìn này, hóa trồng có chỉ cho một tí sơ dừa vào thôi. Rễ các bác lên để thoáng cho em nhá. Cánh tránh tình trạng là những cái loại này các bác cho về, các bác cho nhiều rễ và là cây nó sẽ bị thối rễ, nó phát triển không đều đâu. Và 7 đến 10 ngày các bác sẽ tưới cho em B1 này và phân bón lá nhá, thì cây nó sẽ cực kỳ phát triển luôn. Các bác nào và các bác nào có mình có thích chơi hoa ngay ấy thì các bác phun kích hoa cũng được. Em vừa cập bến được một mặt hàng vũ nữ nhá. Siêu thơm luôn. Vũ nữ anh đào nhá các bác nhá. Đây. Các bác nhìn này. Chậu đáng yêu lắm. Hàng này là tình trạng là có cây có nụ, có cây đang sưng nụ nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đó, em tí. Đây, mặt hoa của vũ nữ anh đào đây. Cái hàng này hoa nó sẽ nở quanh năm nhá. Hết đợt này đến đợt khác. Đây. Đây này, em chưa quay cho các bác cây này đang có nụ này và một số cây sưng nụ nhá. Trong một chậu nó có rất là nhiều giả hành. Đấy. Cái hàng này này về các bác lên sang chậu cho em. Đấy, sang chậu để cho cây đơn, nó có chỗ có đất để phát triển nhá. Chậu các bác trồng bằng gì? Bằng sơ dừa và vỏ thông nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Các bác ơi, cái hàng này này thì nó có cái đặc biệt là rất là nhiều thân. Thế nhưng mà ở trong bên Thái họ trồng một cái chậu nhỏ để cho vận chuyển cước nó nhẹ đi. Chứ còn so với cái hàng Lâm Đồng, trồng tại Lâm Đồng thì thân nó nhiều hơn. Chỉ kém mỗi cái chậu bé thôi. Đấy. Về các bác sang chậu là nó sẽ hoành tráng. Chị cầm cho em cái chậu. Cái chậu này, đây, cái chậu này này. Thì thả một cây vào chậu cho em. Đấy, đấy các bác nhìn này. Nó có khác gì đâu. Đấy, thả nó vào chậu này nó không khác một tí gì luôn. Đấy, cây nó còn, chậu nữa, cây nó còn to hơn, hoành tráng hơn nhá. Đấy. Đấy, em cho các bác xem nhá. Đấy, giá nhà em nhập đó là siêu yêu thương luôn. Cực kỳ là nhiều thân luôn này. Nụ nó đang lên ở trên, đang mọc ở trên lách lá rất là nhiều luôn nhá. Nó mọc ở những cái kẽ này này. Đây này, nụ này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Vũ nữ anh đào nhá. Dòng hoa thơm nổi tiếng luôn. Đây này, các bác nhìn này, nụ này. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Mình quay cái chỗ này nó hơi bị sấp bóng. Em giới thiệu tiếp lên các bác một mặt hàng nữa, đó là hoàng hậu xanh nhá. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Đây, em cho các bác xem mặt hoa thực tế. Cái bông này nó nở cách đây nhà em 3 tháng này. Đấy. Hoa cực kỳ là thơm nhá và cực kỳ là đẹp này, nó nở chưa hết này các bác này. Đấy. Mặt hoa thực tế đây các bác nhá. Hoàng hậu xanh nhá. Đẹp lắm và thơm lắm, hoa chơi cực bền. Một cái cần bông này của mình có thể chơi được từ lúc nó lên nụ đến lúc mà nó nở hoa tàn phải 4-5 tháng nha các bác nhá. Đấy. Cái hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Và em ship miễn phí ship từ 3 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua một chậu em sẽ miễn phí ship. Đấy các bác ơi, củ siêu to khổng lồ luôn nhá. Đấy, củ siêu to. Cái hàng này về các bác lên sang chậu. Sang chậu mình trồng cho nó bằng cái giá thể gì, bằng tốt hơn nhất là các bác trồng cho em nó bằng cái vỏ thông đi. Chứ các bác trồng bằng cái than hoa, cái than hoa các bác mua ngoài kia kìa, họ chưa xử lý về nó rất là nắm mầm bệnh. Đấy. Và có một điều lưu ý như thế này. Nó cái vỏ cây này bao giờ nó cũng là cái bẹ cây ở bên ngoài nhá. Đây này, em bỏ ra, em tách ra, em bóc ra này thì bên trong ấy nó sẽ đang mọc tiếp, một là nụ, hai là mầm cây. Thế thì có một số bác nhận hàng cứ kêu là cái này nó là cái cây thối, các bác trừ nghéo lấy tiền của em. Nhưng mà đây này, em giải thích đi nhá các bác nhá. Cái đây là cái bẹ già này, xi lên rồi nó sẽ. Đây này, đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy nhá các bác, em giải thích cho các bác chứ không phải hàng thối hay hàng hỏng gì đâu nhá. Đấy, hôm qua có một số bác là trừ tiền em, kêu là hàng này hàng thối. Nhưng đây, hôm nay đây, video này em giải thích cho các bác nhá. Đấy này, đây là cái bẹ nhá. Cái bẹ già, như kiểu cái lá già ấy. Đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là
Em bán hàng là em sẽ bán hàng không nụ, và em bảo hành cho các bác hàng này là về nó sẽ lên nụ ở nhà các bác nhá. Như cái cây bông hoa mẫu em vừa cho các bác xem đấy. Đây này, một số cây nó ra nụ hoa này này đấy. Một số như cái cây cách đây là em trồng, em bán hàng cách đây là 3 tháng rồi. Giờ là các bác là cũng đang được ngắm hoa nhá các bác nhá. Cho nên là em bán hàng không nụ nhá. Đấy. Các bác là nếu mà muốn lấy nhiều cây thì củ nó sẽ bé hơn. Các bác lấy ít cây thì củ nó sẽ to. Đây các bác nhìn này. Củ to siêu to khổng lồ luôn. Đây các bác nhìn tay em nhá. Đấy. 140.000 một chậu, 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Em cho các bác xem lại mặt hoa một lần nữa đây. Cần bông siêu dài nhá. Mấy cái bông này nó tàn rồi đây này. Đấy.